phải ngồi coi lại hết tất cả những cái hình ảnh x-quang rồi lên siêu âm lại để mà biết được mọi thứ nó nằm ở đâu như thế nào. Chẩn đoán hình ảnh đã cho biết được là có những mạch máu lớn thông nối như thế nào, vị trí như thế nào, ở chỗ nào để cho bác sĩ lâm sàng người ta vô, người ta định vị và kẹp chỗ đó lại trước. Chứ nếu không thì lúc mà tắt là máu sẽ chảy xối xả. Nếu mà thiết kế đường mổ không đúng á, thì lúc sau này cái đứa bên này bị thiếu da, đứa bên kia bị thiếu da, thì nói chung là đứa nào bị thiếu da cũng không tốt cả. Cái bộ phận này nó sẽ liên hệ đến bộ phận khác. Nếu mà chúng tôi không tách được, không cắt được cái khung chậu để khép cái đùi lại thì cái các bạn sẽ không thể khâu được thành bụng. Còn chuyện quan trọng thì tôi thấy bộ phận nào cũng quan trọng hết. Bộ phận này nó sẽ liên hệ đến bộ phận kia.